Xin chào quý vị các bạn, hôm nay mình tiếp tục dẫn quý vị các bạn đến thăm một vườn quất rất là đẹp. Để có cây quất đẹp như này thì người trồng quất quê mình có những cái loại phân bón rất là hiệu quả. Như quý vị các bạn thấy là cái cây quất trên chùm này thì có thành phần đất trộn của các hộ gia đình là hầu như tương đồng với nhau. Nhưng để chăm sóc được cây đẹp, quả sai và to như này thì ở quê mình có một số gia đình sẽ bón cái loại phân sừng trâu cho cây quất này. Đây quý vị các bạn thấy ở trên gốc của nó đây. Đây là loại sừng trâu. Đây là đồ phế thải trong quá trình sản xuất cái đồ thủ công mỹ nghệ từ cái sừng trâu hoặc là các loại sừng khác. Và tại sao bón cái này lại tốt như này? Bởi vì trong sừng trâu có rất giàu protein và silic. Thứ hai nữa là khi bón cái loại này thì khi có mưa xuống thì nó không bị trôi màu. Và các cái thành phần dinh dưỡng bón trên cái chậu này nhiều so với chúng ta không bón. Đây quý vị các bạn thấy cây quất rất là xanh. Và cái thời điểm bón thì thông thường là sau khi tiến hành bẻ tay tán xong thì người trồng quất của mình sẽ bắt đầu tiến hành bón đợt đầu tiên. Sau đó là cái đợt thứ hai, là vào tháng cuối tháng 8 đầu 9 âm lịch thì sẽ bón cái loại này. Bởi cái loại sừng trâu này cần thời gian phân hủy rất là lâu. Chính vậy mà chúng ta bón làm hai đợt như vậy. Và cây này ăn từ giờ đến tận sang năm cũng vẫn xanh tươi. Cho nên quý vị các bạn có một cây quất trên chùm chậu này chơi đến tận tháng 4 sang năm, quả vẫn rất xanh đẹp. Cho nhiều người rất lo lắng là dùng thuốc hóa học để giữ quả, nhưng thực tình là không phải như vậy quý vị các bạn ạ. Bởi vì bất cứ cái loại thuốc bảo vệ thực vật nào phun phòng cho cây quất này khi ra ngoài môi trường nó chỉ độc hại trong 7 đến 10 ngày thôi. Đây quý vị các bạn thấy hầu như chậu nào cũng rắc còn cái dấu vết của nó đây. Cái loại này thì rất tốt, nhất là vừa tạo lớp bùn để kích thích hệ thống vi sinh vật phát triển ở trong cái chậu này, làm cho bộ rễ khỏe. Mà gặp khi trời nắng hạn thì nó cũng không quá khô ở trên bề mặt chậu. Tất nhiên là khi mà bón cái loại sừng trâu này rồi thì người trồng quất của mình vẫn phải dùng một số loại phân khác nhau để cho nó đủ dinh dưỡng. Bởi vì cây quất các bạn thấy là với lượng quả này thì cần một lượng dinh dưỡng rất là lớn và phải bổ sung thường xuyên. Trong quá trình trộn đất thì cũng đã đủ dinh dưỡng rồi, nhưng quá trình mưa trôi rồi cây hấp thụ thì nó cũng hao hụt đi. Cho nên là cái loại cây quất này phải bón thường xuyên. Đây quý vị các bạn thấy quả rất là sai. Với lượng quả này thì cần một lượng dinh dưỡng rất là lớn. Bên cạnh đấy thì ngoài cái việc chăm bón ra thì cũng kết hợp với rất nhiều loại thuốc phòng chống bệnh hại cho cây quất này. Và thường xuyên thay đổi các loại thương hiệu thuốc để tránh nhờn thuốc. Bởi nếu chúng ta dùng thường xuyên một loại thì rất dễ bị nhờn thuốc. Và một vài năm gần đây thì người trồng quất quê mình mới tiến hành bón cái loại này. Thứ nhất là cái giá thành rẻ, thứ hai là hiệu quả rất là cao. Đây quý vị các bạn thấy cây quất vừa sai nhưng cây rất xanh và đẹp. Và nó được coi là nguồn phân hữu cơ, cho nên là ăn rất là bền và không sốc như là các loại phân hóa học. Chính vậy mà cây quất rất là đẹp. Hôm nay mình chia sẻ với quý vị các bạn cái loại phân mà người trồng quất quê mình hay bón cho cây quất này, mang lại hiệu quả rất là cao. Các bạn thấy vườn quất xanh như mực và quả sai thì không chê vào đâu được. Nếu quý vị các bạn có cái loại phân bón tốt, hiệu quả cao thì quý vị các bạn nhớ bình luận và chia sẻ cái loại phân đấy dưới video các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị các bạn ở các video lần sau.